Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những bài về đức tin. Chúng ta biết ngày hôm nay chúng ta sống giữa một cái xã hội mà đức tin của những người tin Chúa, những người Cơ Đốc nhân á, bị tấn công tới tấp của Satan. Satan làm những điều khó khăn cho các con cái Chúa, hầu cho các con cái Chúa không còn đức tin vững để mà theo Chúa nữa. Mà giữa một cái thời đại mà những chuyển biến và những sự khó khăn trong mỗi ngày, quý vị thấy trên truyền hình là thấy qua những đời sống mỗi ngày, thì những cái sự khó khăn này, chuyển biến này đó giúp cho mỗi ông bà chị em chúng ta thấy là ngày cuối cùng Chúa sẽ tới. Phải không quý vị? Để mục đích để làm gì? Để chúng ta đứng vững trước những sự tấn công của Satan. Satan tấn công ráo riết để cho con cái của Chúa mất đức tin. Tấn công vào con cái của Chúa, tấn công vào hội thánh của Chúa, tấn công vào mọi người để mà chúng ta mất đức tin. Để có cuộc sống vừa lòng Chúa thì mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta phải cần có gì quý vị? Thưa quý vị, đó là chúng ta phải có đức tin. Trong Hebrew chương 11 câu 6 chép như thế này: vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thương cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Sứ đồ Phaolô, ông biết cách sống để giữ gìn đức tin, đó là nhìn lên Chúa. Nhìn lên Chúa để chúng ta tin vào Chúa và chúng ta chống trả lại mọi sự bắt bớ của ma quỷ, và nhìn lên Chúa để Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta có một cái lương tâm thánh sạch và nhờ ơn Chúa để xử xét mọi sự trong cuộc sống, đời sống của chúng ta. Timôthê thứ nhất chương 3 câu 9 chép như này: nhưng phải lấy lương tâm thánh sạch để giữ gìn lẽ mầu nhiệm của đức tin. Nhờ lương tâm thánh sạch đó mà không bị lầm lạc bởi những sự giả hình các sư giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Phòng Phaolô nói là ông đã đánh trận tốt lành. Ông đánh trận tốt lành và ông cũng chạy xong cuộc đua và ông giữ gìn đức tin. Ông Phaolô nói ông đánh trận nghĩa là ông đây là một chiến sĩ của Chúa, không bao giờ thối lui. Khi mà Chúa giao chúng ta đang giữ một cái đồn nào đó thì chúng ta phải quyết tâm giữ cái đồn lũy đó. Cũng như Chúa đã đặt chúng tôi là những chiến sĩ trên một đồn lũy ở trên vùng đất EV này, thì dù có chết đi chúng tôi cũng phải ráng giữ gìn. Đó là công việc Chúa đặt và chúng tôi cũng phải có trách nhiệm phải giữ gìn cái đồn lũy mà Chúa giao cho chúng tôi. Giữ được đức tin đó là một điều chúng ta cần phải cẩn trọng và thực hành để có một ngày nào đó chúng ta có chiến thắng được và chúng ta ở với Chúa và đồng ngồi với Chúa bên hữu Ngài, như là Chúa đã chép trong Ephesos chương 2 câu 6: và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trên các nơi trên trời Đức Chúa Giêsu Christ. Và Giăng chương 16 câu 33 chép như thế này: ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho mỗi ông bà chị em chúng ta, nhờ lời Chúa, lời của Ngài giúp chúng ta kiên trì giữ vững đức tin của mình, không bỏ cuộc, để chúng ta nhờ lời Chúa chúng ta vượt qua mọi thử thách và tiến tới về nước vinh hiển của Ngài đã dành cho chúng ta. Khi gặp những khó khăn thì chúng ta thở than, khó chịu lắm phải không gì? Dưới đời này chúng ta thấy chúng ta gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong gia đình, khó khăn với người lân cận, khó khăn với anh em mình, khó khăn trong chức vụ, khó khăn trong việc làm. Nhưng mà chúng ta chưa có gặp những sự khó khăn tàn ác, đánh đập, bỏ tù, bị đốt như cháy, như là đuốc, như thời xưa mà các những người họ tử vì đạo đó. Nhưng mà chúng ta đã kêu van than thở và lầm bầm buồn bã, nhiều khi bỏ chức vụ nữa. Nhìn lại gương các tổ phụ, những vĩ nhân được chép trong Kinh Thánh, đức tin của họ phải đối diện với sự bắt bớ tàn ác, đánh đập, bỏ tù. Chúng ta thấy ông Phaolô mấy lần bị chiên tao, bị bỏ tù, so với những gì mà chúng ta đang gặp những ngày nay á, chúng ta than thở rồi ngồi đó chúng ta than trời trách phận. Những điều đó chẳng thấm vào đâu quý vị. Người công bình sẽ sống bởi đức tin của mình.
Như vậy thì mỗi ông bà chị em chúng ta là người cũng bệnh phải không? Quý vị dám chắc mình là người cũng bệnh không? Chắc chứ. Vì chúng ta đã được Chúa cứu, dòng huyết Chúa đổ ra bao phủ chúng ta, xưng chúng ta là người công bình, thì chúng ta được là những người công bình sống bởi đức tin. Như vậy là những người công bình nhờ ơn Chúa để sống đức tin, dù chúng ta sống trong nghịch cảnh đau buồn hay là chúng ta sống trong thuận cảnh đi, thì đức tin chúng ta hoàn toàn đặt lên Đức Chúa, và đức tin đó là không bao giờ thay đổi. Nền tảng của đức tin của những người công bình đó được vững chắc. Vững chắc đó là một nền đặt trên Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là vầng đáng muôn đời của mọi thời đại. Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Trong Kinh Thánh diễn tả chúng ta thấy ông Noe là một ông già. Ông già rồi đi đóng tàu, rồi bị người ta chê cười, người ta khinh khi. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 tới câu 9, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất này rất là nhiều, và cái ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất này và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến súc vật, loài con trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên loài đó. Nhưng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói như thế này: Noê được ơn của Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn đồng đi cùng với Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người rất là nhiều, và Kinh Thánh cho chúng ta thấy như thế này: Chúa thấy phải không vậy? Chúa thấy gì? Chúa thấy dòng dõi loài người trong thời đó họ rất là gian ác, hung ác và có những ý tưởng xấu. Và Chúa thấy hết thảy, Chúa thấy mọi sự phải không quý vị? Và Chúa nói là Chúa sẽ hủy diệt cái thế giới này, có phải không? Phê-rơ chương 3 câu 7 chép như thầy: nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa thấy những điều gì? Chúa thấy những con người thuộc về Chúa là những con người được Chúa chuộc bởi huyết của Ngài, bởi huyết của Chúa Giêsu, đó là chúng ta. Lời Chúa nói là: nhưng anh em là những dòng được lựa chọn, là chiếc tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng mà đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Nhưng mà Chúa thấy ông Noe là người công bình trọn vẹn trước mặt Ngài. Cả một cái thế giới đầy dẫy những tội lỗi, những con người gian ác, Chúa chỉ có thấy một mình ông Noe. Và cũng như cả thế giới ngày hôm nay đầy dẫy sự gian ác, mà Chúa chỉ thấy riêng có mỗi mình chúng ta, phải không? Bởi vì chúng ta là những người được biết riêng giữa một cái thế giới đông đảo đầy gian ác này, chỉ có những người mà được Chúa xưng công bình, mà Chúa gọi là những người Chúa chọn. Ngày nay chúng ta thấy trên Internet, trên YouTube, chúng ta thấy là có muôn ngàn đạo lý trên đó, đủ thứ đạo lý đó, đạo gì cũng có đó. Và chúng ta chỉ thấy rất là nhiều đạo, nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu là đấng chân thần duy nhất, là đấng có quyền ban cho chúng ta có sự sống đời đời, ban cho chúng ta có sự cứu chuộc linh hồn cho nhân loại. Đức tin của Cơ Đốc nhân là một đức tin độc nhất trong công tác cứu chuộc của nhân loại của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên những kẻ kế tự và sự công bình đến từ đức tin vậy. Thứ nhất, chúng ta học về nền tảng của đức tin của ông Noe. Ông Noe có một cái nền tảng đức tin thế nào? Ông Noe, ông nghe lời của Chúa dạy, lời Chúa phán, đúng không? Bởi nền tin và nền tảng đức tin, ông đặt trên lời của Đức Chúa Trời. Ông còn không khó cần phải xin Chúa con thấy một cái dấu hiệu gì. Ông không có xin Chúa cho thấy một cái dấu hiệu để thiêu hủy thế gian, nhưng mà ông tin lời Chúa nói,
Chúa nói là Chúa sẽ tiêu diệt cái thế gian này. Vì bởi vì con người sống hung ác thì ông tin những lời Chúa nói, mà những điều Chúa nói được ghi lại trong Kinh Thánh. Trong sách Hebrews chương 11 câu 1 chép như thế này: và đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đó là một đức tin mà Chúa đã ban cho Noe. Noe được chúng mách bảo những việc ông chưa thấy được. Đó là mưa quý vị. Bởi vì cái thời ông Noe đó, lúc mà ông Noe đóng tàu đó, thì ông đóng tàu trên núi, mà trên núi đó thì nắng nó gắt đó, chưa có mưa, làm gì mà có lụt với bão. Cho nên người ta chọc, người ta khinh khi ông Noe. Và sáng thế ký cho chúng ta biết đó, và lúc đó chưa một ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng ruộng, vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Ông Noe chưa hề thấy mưa là gì nữa. Nhưng mà Kinh Thánh chấp cho chúng ta biết là ông tin rằng ông sẽ thấy mưa. Ngày hôm nay chúng ta chưa thấy Chúa không? Chúng ta chưa từng thấy Chúa. Nhưng chúng ta tin một điều, đó là có sự hiện hữu của một Đức Chúa Trời. Nhờ gì mà chúng ta tin? Đó là chúng ta nhờ lời của Chúa. Phải không vậy? Lời của Chúa là Kinh Thánh. Chúng ta nhờ lời của Chúa, chúng ta biết Chúa là đấng cứu thế, Chúa cứu chúng ta. Và chúng ta được Chúa cứu bởi đức tin, bởi những lời mà Chúa phán trong Kinh Thánh. Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31 chép như thế này: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Ông Noe chưa từng thấy mưa, nhưng ông tin rằng Chúa sẽ có những trận mưa, những trận lụt. Và trong sách Hebrews chương 11 câu 6 nào: và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng thường thưởng cho những kẻ mà tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, ông Noe được Chúa mách bảo vì những việc mà ông chưa thấy. Và ông đã có lòng thành tâm và kính sợ Chúa. Và bản trong tiếng Pháp chép như thế này: Noe busse par la peur. Nghĩa là ông Noe, ông sợ. Ông sợ, ông kính sợ Chúa, ông sợ. Còn khi ông nghe nói là Chúa là sẽ tiêu diệt cả thế gian này, ông sợ rồi. Ông kính sợ Chúa. Nơi giống như một người sống trong mọi thời đại, khi đứng trước sự chết ai cũng sợ cái gì. Nơi sợ, sợ chết, và ông Noe cũng sợ cơn giận dữ của Đức Chúa Trời. Khi đứng trước đám tàu quá, ông thành tâm kính sợ Chúa, và ông hết lòng biết vâng lời theo Chúa. Ông không thấy Chúa nhưng mà ông kính sợ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không thấy Chúa nhưng mà chúng ta có lòng kính sợ Chúa như Noe không quý vị? Sách Hebrews chương 9 câu 27 chép như thế này: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, phải không? Đây là lời của Thiên Chúa. Chúng ta là những người sống trong thời đại như Noe đang sống trong, sống trong mà những con người sống trong sự hung ác, ý tưởng họ càng ngày càng xấu ra, thì chúng ta có tin những lời mà Đức Chúa Trời nói hay không? Lời của Chúa nói loài người phải chết một lần rồi phải chịu phán xét. Người ta thường nói chạy trời không khỏi nắng không cái gì, phải không? Khi những người làm ác đó thì cặp mắt của Đức Chúa Trời nhìn vào họ, nghi vào họ. Không có một người thoát khỏi sự đoán xét của Chúa đâu. Khi tin Chúa rồi thì ông bày tỏ và hành động. Noe không thụ động bởi đức tin của mình. Chúng ta thường nghe người ta nói như thế này: không cần làm gì hết cũng được cứu. Không, thưa không quý vị. Tin á, nghĩa là làm. Có một người cai ngục, ông đến hỏi ông Phaolô như thế này: tôi phải làm gì để được cứu? Và sứ đồ Phaolô trả lời với ông là: ông chỉ tin Chúa Giêsu. Khi ông tin Chúa Giêsu thì chính ông và cả nhà ông sẽ được cứu. Cầu xin Chúa giúp cho mọi ông bà, anh chị em, chúng ta biết đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ được cứu như là Chúa đã chép trong Kinh Thánh. Bởi đức tin, ông Noe được mách bảo và những việc chưa từng thấy, và ông lấy lòng thành tâm kính sợ, đóng một con tàu để cứu nhà mình.
Đức tin ông Noe không những cứu được ông, nhưng mà ông, đức tin của ông đem cứu được cả nhà ông nữa. Và đây là một bản chất của một đức tin thật. Đó là khi một người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì người đó luôn luôn nghĩ đến những người trong thân, trong gia đình của mình, những chồng mình, anh mình, chị mình, em mình, cha mình, mẹ mình, những người đó chưa được cứu. Và chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ, xin Chúa cứu những người trong gia đình mình và những người sống chung quanh với mình nữa. Và đó là công tác mà Chúa giao cho một người, mỗi người chúng ta, đó là chúng ta cần phải đi rao giảng tin lành. Noe đã đóng chiếc tàu để cứu mình và ngay cả gia đình của mình nữa. Noe đã làm chứng qua đức tin của mình, qua đời sống của mình. Noe đóng tàu, ông vừa đóng tàu vừa giảng đạo, mặc dầu người ta không có thèm nghe, người ta nhạo báng ông, và nhưng ông vẫn tiếp tục giảng đạo. Sự giảng đạo của ông Noe là một bài làm chứng về Chúa giữa dòng dõi hung ác trong đời. Và ngày hôm nay chúng ta có rao giảng lời của Chúa, tin lành phúc âm của Chúa cho những người xung quanh chúng ta, và chúng ta có làm chứng về Chúa cho những người xung quanh chúng ta không? Vì lời Chúa nói là ai tin Chúa Giê-xu sẽ được cứu, ai không tin Chúa Giê-xu thì đã chịu phán xét rồi. Có phải chúng ta giống như ông Noe không? Chúng ta vừa đóng tàu để cứu gia đình của mình, và chúng ta cũng phải đi ra để mà làm chứng về Chúa. Chúng ta tiếp tục rao giảng tin lành, dù người ta muốn nghe hay không nghe, nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta phải đi làm theo. Noe đã vào tàu cũng như chúng ta ngày hôm nay đã tin nhận Chúa. Chúa Giê-xu đã chết thay chúng ta trên thập tự giá, và chúng ta đã xưng tội, ăn năn tội với Chúa, và chúng ta nhận được sự cứu rỗi, và chúng ta được bước vào con tàu cứu rỗi của Đấng Christ. Hãy đến với Chúa Giê-xu khi chúng ta còn biệt tiện, khi thế giới này còn được sống dưới thời đại ân điển. Chúng ta đừng có đợi đến ngày mai, vì ngày mai chúng ta không biết chúng ta còn biệt tiện hay không. Chiếc tàu nơi chỉ có một cánh cửa, khi mà cánh cửa đã đóng rồi, chúng ta không còn có cơ hội nào bước vào con tàu nữa. Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa cho mỗi ông bà chị em chúng ta còn cơ hội. Đừng để đến ngày mai, mọi hy vọng cái ngày mai chúng ta không biết như thế nào, nó sẽ tan biến, hủy diệt mất. Lúc đó cửa đã khép lại, họ không còn cơ hội nữa, vì cánh cửa tàu đã đóng lại. Lời Chúa cảnh cáo như thế này, thế giới này sẽ bị hủy diệt, những kẻ không thuộc về Chúa sẽ được dành cho lửa địa ngục đời đời. Sách Khải Huyền chương 20 câu 15 giáp nhà, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu được chép trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 37 và câu 39. Trong đời nơi thế nào, khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước lụt người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới để đem đùa đem theo hết thảy, khi con người đến cũng như vậy. Thưa mọi ông bà chị em, còn phần chúng ta như thế nào? Chúng ta là những kẻ lấy đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, và chúng ta tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại và thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đó là những điều mà Chúa sẽ nói, nhưng mặc dầu chúng ta chưa thấy, và cầu xin Chúa giúp cho mỗi ông bà chị em có sự khôn ngoan, biết luôn luôn tự tức, giống như ông Noe, vừa chúng ta vừa đi đóng tàu, vừa giảng đạo, mặc dầu thuận thời hay là nghịch thời, người ta có nghe hay không, người ta nhạo báng, bắt bớ đức tin chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, và giúp đỡ chúng ta để chúng ta giữ đức tin của mình cho đến ngày cuối cùng khi Chúa đến. Amen.
ái suốt đời. Nào mau đến cùng cha, học nơi Chúa tâm linh, đừng ăn nghỉ mãi mãi, duy nơi Chúa Giêsu. Chắc chắn.